Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì mình đang đậu ở chợ Đầm Dơi nè. Thì vợ mình á, bữa nay là giấc chiều nên vợ mình đi qua bên chợ đang mua đồ ăn, mua đồ dùng heo ghé mình ráng. Chuyến này mình đi niệm hơi nhiều nha. Thường thì mình sẽ chắc trên đây một miếng niệm, còn chuyến này mình chắc lên tới 2-3 miếng nè. Buổi chiều thì trời hơi mưa cho nên mình đang đóng cửa lại. Ra trước mình sẽ quay cái ghe cho mình cho mọi người xem. Đây chuyến này ở đây thì mình sẽ có giá giỏng nè, dưới sau đầu cây. Ở trên kia thì cái cây ớt. Thì chuyến này mình sẽ bán thêm một ít đồ. Đây, như những cái phích nè, cái phích đựng nước đá nè. Loại này là loại bầu, loại này là loại tròn tròn. Đấy, mình có bán thêm cối xay tiêu. Chuyến này bán nhiều đồ thêm đó. Thì gỗ gạo muống, hồi nãy giờ mình có đem theo nè. Chiều nay mình sẽ ăn lẩu, lẩu cá phai. Thì có thêm, chiếc này thêm ấm nè, mấy cái ấm để dành nấu nước á. Đây có ấm với mấy cái túi sách này, mấy túi riêng này túi đẹp đẹp luôn, với mấy cái đồ lau giò này, nước này cũng có. Cái chiếc này mình bổ sung thêm giấy nè, đây nè, đây là giấy khúc á, giấy mài đồ bộ á. Mọi người có mua thì nhắn tin cho mình ha, qua số điện thoại Zalo á. Nhóc chân giấy luôn, giấy đẹp không à. Này, còn bên đây thì những đồ này thì lúc này cũng có bán nè. Có lấy thêm một ít đồ với cơm, còn trong đây thì dao với kéo. Chủ ba chủ yếu là bán mấy đồ lặt vặt nhiều. Đây là quần áo, quần áo thì chiếc này mình mới về lấy đồ cho nên cái ghe cả nhà thấy không, rất là nhiều đồ luôn. Thì mình về lấy, mình xuống bữa 28, còn bữa nay mình mới đi bán đầu tiên. Ở dưới hầm thì đầy hầm chứ, dưới hầm như đây nè, dưới hầm thì tô chén dĩa là nhiều. Còn cái này là cái bao dao nha, bao dao mình mới lấy xuống luôn nè. Chiếc này có dĩa nè, dĩa đẹp đẹp không? Dĩa này thì không biết đựng gì nữa, chắc đựng dĩa để bán quán, để miếng chanh miếng ớt bên đây nè, hoặc là múc cái gì gọn gọn á. Đây cũng có chén BK, chén nước chấm. Ở đây ta sẽ chia thành hai ngăn, đây ngăn đây ngăn, còn bên kia là chén đồ. Chiếc này mình xuống nhiều lắm, đồ BK này kia xuống nhiều. Đây, đây là nguyên đại dài, mọi người có mua thì đặt mình cái màu đẹp đẹp nè, mấy màu này lên đồ bộ là im lắm. Thì vòng vòng trong đây thì cũng y gan vậy thôi. Cũng ở đây thì mấy cái đồ lặt vặt của mình. Đây là ghế nè, đây ghế màu xanh, ghế đỏ. Trong đây thì mấy cái giường nè, mấy cái giường hộp, giường bằng cây á, bằng gỗ á. Còn đây tấm chanh, tấm chanh vợ mình băng lên, chanh mà để dành người ta hợ nha, chứ không phải là chanh mà cảnh nha cả nhà. Đây nè, chanh này nè. Đây, ở miền Tây thì người ta ưa hờ mấy tấm chanh nữa. Còn ở trên có thể nhầm Sài Gòn hay những vùng khác á thì người ta sẽ không xài. Đây là hai ba cái giường của mình. Có một cái giường trụ nè. Cái này cái giường trụ nè. Trụ thì cái đầu nó sẽ khác. Hai cái giường nơn, cái giường trụ. Giường này thì ngày mai bắt đầu mình ráp. Bên đây thì mình sẽ chắc mấy cái tủ ngủ nè. Tủ ngủ mà đựng quần áo á. Đây một cây là lọ bự nè, dưới đây một cây lọ nhỏ. Bên đây thì mình sẽ chắc đồ ít hơn. Tại vì ghe mình nó hơi nghiêng do mình để cái tủ lạnh nè, với máy nước lọc thì nó sẽ nghiêng bên đây nè, cho nên mình chắc đồ ở phé mé mình đứng nhiều hơn để cho nó cân bằng lên. Ở trên đây mình có chắc thêm mấy cái mùng chụp nữa nè. Đây mấy cái mùng chụp, mấy cái này là để dành xào đồ á, xào đồ bằng cây, nhưng mà cái ống này bằng nhôm, ủa bằng kẽm. Đấy, có chiếu, chiếc này ghe mình chở nó nhiều đồ hơn mấy chiếc trước.
Bên đây thì vòng vòng mấy cái đồ lặt vặt lặt vặt. Dưới đây nón lá. Ừ, hồi đó giờ mình quên chưa giới thiệu cho bà con biết mình có bán nón lá. Nón rất đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn. Đây nè. Nón này là nón này rẻ, nón này có năm mấy ngàn à. Để mình kiếm nón bảy mấy ngàn, 70 mấy ngàn. Thì trong đây nó sẽ có cái bông đây nè, nón trơn không à. Mình kiếm một cái đây đây này, nón này nè à, nó sẽ thêm một cái bông như nè. Nón này nó mắc tiền hơn, không phải cái bông này nó mắc tiền đâu nghe cả nhà, là do mình dày hơn á, cái nón của nó dày hơn nhiều lắm nè. Đường nét thấy không, hai ba lần kim luôn nè, còn hai ba lần chỉ nè. Sao nó không bấm nó lấy nét chưa đây, hai ba lần chỉ rất là đẹp luôn. Nón này thì mình bán là 80 ngàn, còn cái nón này thì 55 ngàn. Ờ, cái nón này muốn hư nè, nó bị như là mình hư rồi. Hư mình sẽ bán rẻ lại, ví dụ hư mình sẽ bán 40, 50 vậy đó. Đây. Giờ mình thì đi chợ rồi, sẵn ở đây mình sẽ quay ghe cho mình mọi người xem. Chuyến này mình đi bán hàng, đây có chiếu tre, mấy bộ bài này, mấy hồi nãy mình lụm xuống trên kho, đây có chiếu tre này. Chiếu tre này có loại có bìa, chiếu tre không bìa, hai loại. À, đi ra đây, đây chợ Đầm Dơi này. Bên kia mé bên kia là mé bên bờ kè, bờ kè Đầm Dơi á. Chiều thì bắt đầu mình sẽ bán đồ ăn, bán trà sữa, bán này kia lặt vặt lặt vặt. Hôm nay lễ nè, hôm nay là lễ 1 tháng 5 buổi chiều rồi. Thường thì mình đi chợ mình sẽ ghé cái bến này nè. Cái này trên đây là chỗ công an hay gì. Này mình quay tổng thể cái ghe cho. Đây cái ghe của mình đang mới uống dầu nè. Đó. Mới uống dầu thì nó sẽ ra màu đỏ nha cả nhà. Nhưng mà bị mưa thì bắt đầu nó sẽ ra màu trắng trắng vậy nè. Đấy nó trắng trắng nè. Đây. Mưa thì nó sẽ bị trắng trắng. Tại sao lúc lúc sao là cái la lắp máy nè. Lắp máy mình đậu để đó. Quay tổng quan cho cái ghe cho mọi người xem. Chiều thì chuyển mưa nè đó. Cho nên là miếng cao su á, mình sẽ đậy lại, mình không có dỡ lên được. Dỡ lên mưa ướt cái niệm của mình nè. Ở dưới trong đó có niệm với một cái giường sắt 3 tấm niệm. Nè uống ghe mà uống dầu xong á, thì nó sẽ ra cái màu này nè. Đấy. Còn mà khi mà nó bị nước á, bị nước mưa vô thì bắt đầu nó sẽ heo lằn, nó chảy mà. Chảy. Ở đây mình đậu ghe có chiếc cano nè. Này kêu bằng bo bo. Này mấy cái chiếc của chắc mấy chú công an rồi. Có cái lo nè, lo hú ở trước nè. Chắc của mấy chú công an ở trên. Giờ thì nói chung cũng ít đi từng bằng cano rồi. Còn bộ giờ ta đi xe nhiều. Tại vì ở Đầm Dơi thì đường xe giờ không hương lắm rồi. Thôi bây giờ mình sẽ ở đây đợi vợ mình đi về. Về xong thì bắt đầu mình sẽ đi tiếp. Chạy đi tới bến ngủ. Bến ngủ chiều nay mình sẽ nấu cơm ăn. Bây giờ ở đây còn sớm nè, cho nên mình lên mình ghé bến này mình bán cái mình mới đi về bến kia đặng mình ngủ được. Tại tính ghé đặng ngủ luôn. Đây nè, bây giờ mình ghé lại bến này thì giờ mình sẽ lên lấy tiền. Chút xíu mình là sẽ đi lại bến bên kia đậu. Tại vì thấy còn sớm á. Ở đây thì có chiếc cô bé nè. Chiếc sáng múc á, người ta đang nạo vét cái đường kinh này nè, cho nó bự lên, cho nó sâu vô. Đây, chiều thì mát lắm. Nào, chút mình sẽ chạy lại lúc đằng kia đằng luôn. Ở đây để 3 tấm năng lượng thì nó còn cái đường đi cũng hơi hẹp nè, nhưng mà mình đi quen. Với vợ mình thì nó cũng ít đi trên đây mình đi nè. Đó, ở ngoài này còn rộng nè, đi bình thường. Bây giờ mình lội lên trên bờ. Cái này bữa nay lễ cho nên trên nhà ta đang ăn lễ. Bông của cây mắm nữa kìa. Cây mắm. Cây mắm thì cây này ở nước mặn, trên nước ngọt thì không bao giờ có. Bông cũng đẹp lắm mà dơ lắm nha. Mình đậu mà ở dưới ghe. Mình đậu mà dưới cây mắm thế nè. Thôi ôi, bụi thì thôi đi. Ủa, bây giờ thôi đi, đừng tưởng tượng được. Bông nó gí 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 nè.
mưa xuống nha, nó rụng xuống trắng giả luôn. Dạ tại chiều đi đi. Đại dự tư lại mua luôn. Đại là dự tư mua luôn không? Ra chưa? Ừ, mua dự tư uống. Con chủ một gì đó hả? Cái này mưa sình dữ. Còn ít dừa dữ ta. Nhiêu chục của anh? 120 hả? Không dừa ngon không ha. Bớt không? Có quậy lúc ở dưới ngon ta đó. Lúc lúc ở dưới luôn á. Ừ. Thôi lấy đại quay trên. Nửa chục thôi. Quay nào. Kìa bên kia kìa. Chụp uống biết nào hết. Chục hai vòng tôi uống chắc tới năm sau quá. Nửa chục được rồi. Nửa chục thôi. Đâu trời, sao nhỏ vậy? Rồi. Ở đây có cái bến ghe người ta đậu nè, mà người ta đi chở hàng chưa có về đó, cho nên mình ghé đây luôn. Có hỏi trên nhà rồi à, người ta cho đậu mình mới đậu được. Chắc hai cái cây sào này bằng cỡ ghe mình luôn à. Trang nghe mình luôn. Ê, đi dữ rồi. Cái ghe gì chứ cái chớn đi dữ lắm. Bằng Trang nghe mình luôn. Giờ chưa? Nghe ghe nghe mình luôn ha. Hồi nãy mình buộc dây lại. Cái này giữa ghe luôn ha. Đầu gì tối nó có treo không ta? Có tô chén nhóc còn mới lấy xuống à.
Có tay vịn đi cũng dễ mà. Ngày đó luôn. Bà xích xích vô trong cũng được chứ đâu. Tại vì tô chén để dưới hầm thôi mới hết. Trên là chỗ để. Nha. Cái gì trọng hơn vậy đó. Trọng như này tài lắm mình dục. Trọng hơn vậy này diễm thịt kho hay nè. Múc thịt kho đâu. Bây giờ giờ này mấy dục. Đồ chứ này cái gì cũng lên chứ. Lên mà lên nhiều luôn. Còn to to trong chậu to có ăn mì ăn đồ đó. Cho lên nhiều chục. Con này 180. Nhỏ hơn. Lên đúng tháng rồi. Giờ đi về đồ lên tức tở trời. Mình chén giờ mấy chục. Chén là 80.000. Chén mình 3 triệu. Tô này ăn mì có giá chắc hơi hơi nhỏ ha. Đồ chiếc này gì cũng lên. 5 cái này. Thường quán chục. Bán chục hả? Đại đi. Ờ, nhiều ngát tiền lắm. Để trả trên giúp 3 tiền đồ cái hả? Bán 5 cái người ta mua chục chục không á, cái còn để 5 cái vô xài luôn. Bà kia đâu rồi hả? Bà tiếc. Bà mới thấy con ghé ba chị đó. Ờ, bây giờ mới tiền. Bà nói. Đáng gửi từ tủ khoảng 500. Thiếu nợ kia lại đi ha. Nợ kia là 200. Phải không? 300. 500. Còn là 40 ngàn. Nãy 400 là cũng chỉ ly phải không? Ờ, cũng ly, ly trả 400. Vì vậy trả 500. Được chịu gửi lại hả? Được chịu gửi nè. Lấy đại đi. Lấy 5 cái, ít ít người mua 5 cái. Chứ bán được con cũng xé ra bán à. Bốn chục còn lại 150, 140, 101. Mấy chục rồi đó ha. Cái này không có bông đỏ ha, bông đỏ đẹp á. Bông đỏ. Bông đỏ không có tô. Dạ dạ dạ. Dĩa ra. Dĩa này ha. Mấy chục này. Của chị luôn hả gì? Của chị luôn hả gì? Lú. À, lú đó không không dính được đâu. Tại em đặt cái láp cao không à. Dạ. Ai biết chị nào đâu. Không có, không có ghe. Không có ghe gì à thôi. Vậy đó hả? Ủa bến này sao không đậu nữa? Dạ. Tưởng sợ phía có đi phía gì à. Còn không á. Dạ.
rồi cái mua rồi nhỏ kia nó chia lại rồi. Giờ mua cái khác dễ xài. Không chưa, có chưa kịp xài. Dạ, chưa kịp xài. Hơn một u với này cưa không được. Để giùm mấy chiếc sao có không có nguyên. Lâu lâu cái đầu nó có con chiến, lâu lâu nó có con chiến. Chiếc này mới xuống xuống đồ mới nè. Đủ nhỏ kia lại nó mua cảm ơn mấy nó có mua vậy. Dạ. Cái đó chiên dừa rồi. Tôi chín mới lớn. Thì đó mua gì nè. Cái này bự hơn cái này một chút nè. Lại lỡ. Lại đây đăng con đậu đây luôn. Đậu luôn. Đậu luôn sáng mai đi sớm. Cái đó 170 bự hơn quá mà nó nặng. Cái này thì nó hơi nhỏ. Cái đó chứ dừa xài chứ. Này chiên rồi bánh. Cái bánh xèo rồi nè. Chiên, chiên xào rồi cũng vừa. Cái này nhiều. Cái này 130 với bà hẩm 160 nó 290 nè. Đi đâu qua vậy thì nó chở bà xã đi đâu vậy đi nữa hả? Không biết. Ờ, dạ. Chở 60 đi. Không biết quy nó xuống làm gì không biết mà. 3. Phải đừng cho mượn đâu. Ở đâu có cho mượn thì đâu có mắc cái chảo. Vậy hả? Để cho bà lon nữa. Lúc đây 25 ngàn luôn mà sao lên mắc 35 ngàn. Cho mượn mắc mẹ cái chảo luôn. Chia chiến trước chiến sau đầu lên giá. Sách đi te te đi ngoài chiên bị gì là nó thấy nhiều bột quá đi mà nó có cái chảo một rồi chiên chừng nào nó rồi. Nhỏ thì sao mà lấy cái bự. Thôi, cái này. Cái đó chiên được rồi, cái đó cũng chiên dừa. Cái này cũng được rồi. Này cũng vừa rồi. Rồi có chảo bự không? Không, có chảo bự bự hơn quá. Quá chê bị bự quá. Không có chảo tôi kìa. Cái bự á. Cái bự đó đợt này chưa có nữa. Vậy đó hả? Gấp thì đợt sau đi, đặt bả rồi bả. Ờ, thì đặt sau cũng được. Dạ. Một con nè, chục con. Chục nhiều. Bưởi ra kìa, chừng bưởi ra. Nói gì vậy? Thôi tới vừa ăn rồi. Có mì với mà vừa ăn. Dạ, bà nội bự chút đi nó giờ ổng gãi. Dĩa này cũng nhỏ nữa nè. Dĩa này múc đồ nó nhỏ. Cái cây được rồi hả? Cái cây được. Đâu? Dĩa rồi. À, dĩa này đựng trái cây, đựng bánh rồi. Còn hai cái rồi hả? Vợ quay, ế mà vợ thật nó rủ nó lại mua đồ mà nó mất tiêu rồi. Được không? Không mấy bà đi đi con đem này lên cho. Dạ. Ghê mới lắp giò. Cái già có bộ lâm cẩm á ha. Ai không gì. Đi lên đi chút bớt khách thêm chút. Dạ, đậu thế mời luôn. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ dạ, đâu đi. Này hai tô nuôi, nuôi này thì mình đã trụng xương hết rồi. Trụng cho nó mềm á. Này là nước súp của mình, thì bây giờ mình sẽ hút nước vô mình ăn. Chắc này cũng chiều, tối cũng trễ rồi. 7 giờ. Gần 7 giờ, 27 giờ luôn.
chiều thì mình nấu phanh nè, với xương. Thường thì bán mấy bữa mà đi bán giờ trễ á, thì mình có khi mình ăn mì gói hoặc là ăn cơm mà cơm nguội giấc sáng á, mình hâm đồ ăn lên là mình ăn được. Chiều có tô này ăn cũng bén á. Chắc này hơi tối hả? Mình chỉ có xài có cái đèn đó. Rồi ăn thôi. Này, mới giờ cái đèn này đầu thấy nó sáng sáng. Ít thôi, thôi, nặng cái tô bên dưới. Để nặng nhiều quá nó trong đây nè, mình chấm á, nó sẽ chua. Rồi, cả nhà ăn tối. Ăn chiều là ăn tối. Cái này hẹn nước mắm ngon hơn nước tương nha. Nước tương là chỉ mình ăn hủ tiếu. Đây có giá nè, hẹ nè. Bữa nay vào nấu chấm nhiều. Chấm này trên bờ người ta bán nhiêu ký em? 70. 70. Ở dưới vỏ bán có 35.000 ký. Mà không biết đó. Cái gì? Ít ai mua. Xung quanh tối mịt chừng. Ở đây Cà Mau quá thì ban đêm này, tối hùi nè. Tại vì đâu có đèn, đâu có gì đâu. Đây, ngoài hai bên bốn phía rồi đó. Nên là có đèn á thì có nhà thì nó sáng sáng. Còn không là tối hù hết. Lâu lắm ăn nuôi lại. Còn ăn mì với hủ tiếu nhiều ha. Nó nghĩ dai. Mình trộn mềm quá đúng không? Dạ dai á. Ăn này khỏi gần hàng. Đẹp. Cái này ngồi trên mui ăn mới có nổi thôi chứ xuống ghe dưới là nóng. Mình biết ra mấy đây mình mới hầm không? Sao? Tại mình cắt đồ nhiều quá. Cái nó không được thoáng á, cái hầm. Dưới nắng. Gió nó không gần sao được nha. Chỉ có đèn gần nó sáng thì mình buồn không. Bữa nay lễ mà chỗ này ít ca cũng đỡ nha. Thì có sòng nhậu là có cá. Ở dưới Cà Mau á, đa phần phải có hùng kiểu kéo nhẹ. Không có cá, mình thấy cá. Rồi cả nhà, mình sẽ kết thúc clip đi luôn, tranh thủ ăn xong. Đâu còn giặt đồ, rửa chén, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng mai bắt đầu mình sẽ đi bán tiếp. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip ngày mai nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.